màu hoa ấy được nhạc sĩ Thuần Yến vẽ lên bằng giai điệu và ca từ hết sức sâu lắng và xúc cảm. Đó là màu hoa về người chiến sĩ từ giã mái tranh nghèo theo tiếng gọi của non sông và bãi mái phá đá thành mây ngàn đống đá. Tại mái đình này, vào tháng 2 năm 1979, là nơi tập trung những người con quân dân tuy lai rời xa gia đình lên đường đi chiến đấu. Chúng ta cùng hướng lên sân khấu trở về những năm tháng đầy hào hùng và đau thương của dân tộc qua hoạt cảnh ca khúc Màu Hoa Đỏ Người Mẹ Của Tôi do Tất Ca Nam cùng Tốt Múa thể hiện. Tiết mục này là tiết mục Chảy Hội Xuân.
bàn trong lễ hội mùa xuân. Xin mời quý vị và bà con nhân dân cùng thưởng thức ca khúc Chảy Hội Xuân, Tốc Ca Nam cùng Tốc Múa Phụ Họa. Sau tiết mục này là đến bài múa Việt Nam quê hương tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những ca khúc về Tổ quốc luôn đong đầy cảm xúc và dạt dào tình cảm yêu thương. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả và bà con nhân dân về với ca khúc Việt Nam quê hương tôi qua phần múa đến từ thôn Đồng Mạc. Sau tiết mục này, tiết mục gió đánh đò đưa chuẩn bị. Gió đánh đò đưa ngay sau đây sẽ là sự thể hiện của Đức Uy Diệu Thảo.
học cùng tốt múa phụ họa từ đoàn thanh niên thôn Thượng. Sau tiết mục này, tiết mục từ làng Sen chuẩn bị. Cháu Đức Hoàng cầm áo mẹ ở đâu mang lại để cho mẹ mặc để con lên diễn nha. Thông báo lại một lần nữa.
từ làng Sen là tiết mục Theo Anh Về Nhà của đoàn thanh niên Phương Quyết.
ơn ca khúc với những tình cảm vô cùng thiêng liêng dành cho Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Quay trở lại sân khấu với đề tài tình yêu là ca khúc Theo Anh Về Nhà đến từ đoàn thanh niên Thôn Quyết. Sau tiết mục này, tiết mục Con Rồng Việt Nam chuẩn bị.
dòng Việt Nam vẫn sống mãi trong tâm hồn Việt Nam. Cuộn quay biển đất theo trăm chiến thắng ngoài sông. Kính thưa quý vị, bao giờ cũng vậy, vào đầu canh hát
người con họ không thể quên tục mời nước mời trầu. Chẳng mấy khi khách đến chơi nhà, bếp than quạt nước pha trà, mỗi người một chén cho em vui lòng. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Khách đến chơi nhà qua giọng ca của Tốt Ta Nam cùng Tốt Múa thôn Quyết Một. Sau bài này là bài Hội làng quê em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin chân trọng cảm ơn tiết mục của em bé làng Giữa Quýt đã chung vui với hội làng trong đêm văn nghệ hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đang được thưởng thức tiết mục văn nghệ hết đặc sắc của hội làng. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng thông báo và một thông tin. Hiện nay có một cháu bé trai khoảng 5 tuổi hỏi cháu bảo bố tên là Hội, mẹ tên là Nương. Ai là phụ huynh của cháu thì ra gặp ban công an ở khu vực nhà văn hóa thôn Thượng để gặp cháu bé. Chúng tôi xin thông báo là một đứa. Hiện nay có một cháu trai khoảng 5 tuổi, cháu ở Hà Nội mới về. Và các bác các chú có hỏi là con tên là gì? Con không nói và có nói là con là con của bố Hội, mẹ Nương. Hiện nay ai là phụ huynh của cháu thì ra phía nhà văn hóa để gặp các anh ấy. Chú là ban công an đang làm nhiệm vụ để nhận cháu bé. Và ban tổ chức hội làng xin được xin lỗi quý vị về một thông tin như vậy. Sau đây chương trình văn nghệ tiếp tục được trở lại. Kính thưa quý vị, với âm thanh và nhịp điệu ngọt ngào, ngân vang như tiếng trống chèo rộn rã, những khúc xa duyên tình tứ dịu dàng. Ngay sau đây, không gian của sân khấu sẽ đưa quý vị và bà con nhân dân trở về với những tinh hoa văn hóa của quê hương mình và ca khúc chèo cổ Quê Làng Quê Em thể hiện văn năng cùng tốt múa phụ họa.
gian huyên náo. Với vị thế quan trọng đó, tình làng bao giờ cũng ở trung tâm. Mái đình trăm năm cổ tích, dòng sông ôm tròn vòng xanh. Xa quê những ngày lửa cháy, trong tim mái đình dòng sông, những đứa con này trở lại, tình làng là cả tuổi thơ. Ngày sau đây sẽ là một ca khúc về mái đình với tựa đề Mái đình là biển, giọng ca Hồng Thơm cùng tốt múa Phụ Họa. Mời quý vị đại biểu và bà con nhân dân cùng thưởng thức.
luôn là đề tài quen thuộc đánh thức những xúc cảm sâu thẳm trong tâm hồn của người nghệ sĩ. Trong bức tranh phong phú và đa dạng đó, mùa xuân là miền đất mới mẻ, tràn đầy vẻ tươi mới, phong phú và hạnh phúc. Ngay giây phút này, trên sân khấu chúng ta cùng trở về với mùa xuân qua bài múa Xuân Xuân. Mời quý vị và bà con nhân dân cùng thưởng thức sau ca khúc này, ca khúc Quê Tôi Chuẩn Bị. Xuân.
trì luyện rèn. Xin cảm ơn tiết mục múa Sóc Sơn rất nhiều. Quê hương luôn là một đề tài khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều văn nghệ sĩ. Có lẽ những ký ức tuổi thơ bên làng quê yêu dấu đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạc sĩ Hoàng Anh Ly, để anh có thể viết nên những giai điệu quê hương, giai điệu đất nước dịu ngọt đến như vậy. Mời quý vị khán giả và bà con nhân dân cùng trở lại sân khấu với tiết mục Hát Múa Quê Tôi của thôn Quýt Hai. Sau tiết mục này, tiết mục Trầu Năm Suối Lăn chuẩn bị.
từ cô gái Hôn Quýt Hai. Trong nhiều năm trở lại đây, hát chầu văn Hầu Đồng đã vượt ra khỏi không gian thờ tự để bước lên sân khấu và đến với đời sống bằng những ca từ và giọng hát mượt mà là điều phong phú. Hòa vào tiếng đàn, tiếng thèn, tiếng trống, khi trầm, khi bồng và chầu ca năm suối là khúc ca như vậy. Ngay lúc này trên sân khấu sẽ là khúc chầu, chầu năm suối Lân. Mời quý vị và bà con nhân dân cùng thưởng thức.
Chầu Năm Suối Lân. Thank you.
gần gũi. Cũng chính từ sự gần gũi đó mà cây lúa đã trở thành đề tài cho nhiều ca khúc. Hai Quê là một ca khúc như vậy. Hơn 30 năm kể từ ngày được phát sóng trên đài Tiếng Nói Việt Nam, ca khúc này vẫn giữ nguyên sự ngọt ngào sâu lắng về quê hương. Mời quý vị và bà con nhân dân cùng hòa mình vào vẻ đẹp của quê hương qua ca khúc Hai Quê, giọng ca Hữu Tiến cùng Tốt Múa Phụ Họa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong cái ngày xưa, mẹ thường hay kể. Đất đầu với miếng trầu, bất ngờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh sọc. Trở lại với một ca khúc về đất nước. Ngày trên sân khấu lúc này sẽ là thước phim tuyệt đẹp về đất nước, con người Việt Nam qua bài múa Một Vòng Việt Nam đến từ đoàn thanh niên Thôn Thượng. Mời quý vị và bà con nhân dân cùng thưởng thức. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn những tiết mục đã biểu diễn trong chương trình mừng hội làng ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin được trân trọng thông báo sau chương trình văn hóa văn nghệ kết thúc, xin trân trọng kính mời tất cả đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ lễ hội và đặc biệt là lực lượng phụ nữ, lực lượng thanh niên của hai thôn sẽ ở lại làm công tác dọn vệ sinh, kê bàn ghế để làm tiếp đón các đại biểu khách quý về dự hội làng vào buổi sáng ngày mai. Chúng tôi xin thông báo lần nữa, thông báo của ban tổ chức lễ hội sau khi chương trình văn hóa văn nghệ mừng hội làng kết thúc. Xin trân trọng kính mời tất cả đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban, đặc biệt là lực lượng chị em phụ nữ của hai thôn, lực lượng thanh niên của hai thôn ở lại làm công tác tổng dọn vệ sinh và làm công tác chuẩn bị để ngày mai làm tổ chức tiếp đón các vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng thông báo. Và sau chương trình kết thúc văn hóa văn nghệ sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa quốc phòng do ban tổ chức điều hành. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị và quý khách thập phương, chúng ta hãy nán lại để chứng kiến màn bắn pháo hoa quốc phòng chào mừng lễ hội làng Thượng. Tìm tập những khăn che bao kín.
núi rừng Hoang Sơ, mời quý vị và bà con cùng trở về vùng cao Tây Bắc với giọng ca của Minh Tiến Thủy qua ca khúc Nàng Sơn Ca. Mời quý vị và bà con cùng thưởng thức. Sau tiết mục Hoàng Sơn Ca, tiết mục Linh Thiêng Việt Nam chuẩn bị.
triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng tựa như khúc tráng ca nối liền giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong không gian thanh bình và linh thiêng của lễ hội hôm nay, mời quý vị và bà con cùng lắng lại để tự hào khi tiếng gọi Việt Nam qua ca khúc Linh Thiêng Việt Nam, qua phần trình bày của Tốp Ca Nam cùng Tốp Múa Phụ Họa. Thank you.
xin cảm ơn tiết mục Linh Thiêng Việt Nam. Trở lại sân khấu là một bài ca mang âm điệu hết sức ngọt ngào về núi rừng Tây Bắc, nơi có mây trắng, rừng cây, sắc màu của chợ phiên, tiếng khèn, tiếng trống. Tất cả những vẻ đẹp đặc trưng của Sapa được nhạc sĩ Phùng Chiến đưa vào nhạc phẩm Sapa, nơi gặp gỡ đất trời. Mời quý vị đại biểu và bà con nhân dân cùng thưởng thức qua giọng hát Hồng Nguyên Duy Chính cùng các múa phù họa. Đất trời là ca khúc đất nước chọn niềm vui. Thank you.
vẫn rất yêu thương đội văn nghệ và ở lại với chúng tôi giây phút cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả. Có một bài ca đi cùng năm tháng, một bài ca đã hóa thành bất tử, một bài ca được nhân dân cả nước đón nhận và mong đợi hơn bất cứ điều gì. Đó là bài ca Ngày đất nước giải phóng và không còn quán quân thù. Bài ca có tựa đề Đất nước chọn niềm vui, thể hiện Duy Linh, Đức Tá, Công Chén cùng tốt nữ thủ hạ. Sau tiết mục này sẽ là màn bắn pháo hoa được quý vị khán giả và bà con nhân dân mong chờ nhất. Vâng, ngay sau đây xin mời quý vị và bà con thưởng thức ca khúc cuối cùng cho đêm văn nghệ ngày hôm nay với tựa đề Đất nước chọn niềm vui. Cao lắm ông nào, bà con nghe được không này? Em hát được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn. Thank you.